cuộc sống, sẽ có lúc bạn cần tiền gấp. Người sẵn sàng cho bạn mượn tiền vào thời điểm quan trọng đó mà không kèm theo điều kiện gì là quý nhân của đời bạn. Tuyệt đối không được quên, tuyệt đối không làm tổn thương người hỗ trợ bạn khi bạn thiếu tiền. Thứ bạn nhận không chỉ là vay tiền không lãi mà còn là tình cảm, sự tin tưởng, động viên. Trong xã hội ngày nay ai cũng đều sợ, vay tiền thì đứng, đòi nợ thì quỷ. Với tiền, khi vay là tình cảm, khi đòi lại là kẻ thù. Khi bần cùng, khó khăn nhất là gì? Chẳng phải là vay tiền khó nhất sao? Quý nhân của bạn là người sẵn sàng cho bạn vay tiền. Tuy nhiên, người như vậy thời nay không nhiều, nếu gặp, bạn nhất định phải trân trọng. Người cho bạn vay tiền, không phải vì họ dư tiền mà là vì họ mong bạn có cuộc sống tốt hơn. Dù bất kể người đó là người thân, người thương, bạn bè hay tri kỷ, thì hãy trân trọng họ bởi vì với ai cũng vậy, tiền không bao giờ là đủ tiêu. Không phải người cho bạn vay tiền là họ ngu hay nhiều tiền mà là vì vào thời khắc quan trọng, họ cảm thấy bạn quan trọng hơn tiền. Bạn bè không cần số lượng mà cần chất lượng, cùng nhau vượt qua gian khổ. Thời gian quen biết lâu không phải là tình nghĩa mà trọng ở chỗ gặp hoạn nạn ắt giúp. Không nên khoe khoang tiền của bạn vì nó cũng thành giấy vụn khi bạn không còn trên đời này nữa. Không nên khoe khoang nhà cửa vì nó sẽ trở thành nhà người khác khi bạn đi rồi. Không nên khoe khoang xe vì khóa xe cũng là của người khác khi bạn đi rồi. Một trong những sai lầm lớn nhất của đời người là dùng vật ngoài thân để đổi lấy sức khỏe. Tiền, kiếm mãi không bao giờ là đủ, nhưng sinh mệnh lại giới hạn. Kiếm tiền bằng cách liều mạng, tuy nhiên gom hết tiền lại chưa chắc lấy lại được mạng. Trong cuộc đời mỗi con người, hạnh phúc nhất là có người vì bạn mà sẵn sàng bỏ tiền ra, nhất định phải biết đủ. Phải nhớ thật kỹ có khi có ai đó tình nguyện cho bạn vay tiền. Cầm những đồng tiền mình khổ cực kiếm được, nhất định phải biết trân trọng những thành quả lao động đó trên tay.